chào mừng mọi người quay trở lại với cả phân tích. Hôm nay mình sẽ đến với cả thợ săn chùm áo vàng Huster, một thợ săn và theo mình thì là nó có gọi là tốc độ bắt người cũng trung bình và cam kết thực loại mạnh. Lý do ít người sử dụng Huster mình nghĩ là một phần là bởi vì hiện tại Huster này sơ bộ đang hiểu là Huster này phải biết cách khắc chế. Cái khắc chế bây giờ cái sức mạnh duy nhất của anh ta tức là cái xúc tu ấy. Ngoài việc anh ta có một cái hitbox dài nhất game ra thì anh ta có một cái xúc tu rất là khó chịu. Thì hãy xem Huster xử lý cái điểm yếu đấy bằng cách nào. Đang khép góc không cho hoạt náo viên chạy về khu nhà nhỏ, bởi vì trên người anh ta cầm theo thả chó, vẫn không phá ván, chỉ thả chó ra thôi. Phải dùng một bước chạy đầu tiên để vào ván rồi. Phải dùng cái khu ván này để ngắt cái con chó. Không ngắt được rồi, tốc độ chó nó quá nhanh. Giờ sẽ phá ván. Giờ lúc hoạt náo viên phải skip chó. Bị chó cắn vào tường. Ôi, phi luôn là lỗi. Thực ra cũng khó để có thể phi luôn chuẩn được pha đấy. Bởi vì Huster hoàn toàn có thể đợi. Cô ta phi luôn xong rồi mới có xúc tu. Xúc tu thứ hai này. Đặt xúc tu là rất chuẩn. Thực ra là con Huster này, nếu các bạn chơi trên mobile thì cái việc đặt xúc tu nó sẽ dễ hơn. Và sẽ luôn đặt xúc tu ở những cái khu mà pallet để hoạt náo viên có thể là không chui vào đó được. Thời gian bắt người là rất nhanh, chỉ cần quét tả chó thôi. Tuyến phó phải vào cứu sớm rồi. Thực ra cũng không nói là cứu sớm được, anh ta chỉ vào đến ghế sớm thôi. Chứ anh ta sẽ cố gắng câu cái thời gian đồng hồ này, bởi vì đây là một thợ săn cam ghế mạnh. Các bạn sẽ cố gắng muốn là vào sớm để bết được xúc tu của anh ta. Một xúc tu bị gỡ, chưa gỡ xong, né được xúc tu đầu tiên rồi. Có xúc tu thứ hai, ngồi xuống. Chỗ này xúc tu đánh người là sẽ vào ghế. Đánh được chúng rồi. Nhưng mà Huster vẫn có một cái động tác gọi là điều khiển xúc tu, nên là dù các bạn xúc tu chúng đi nữa thì server vẫn sẽ cứu được thôi. Có double down được hoàn đảo viên. Hoàn đảo viên một pha này là lỗi lớn của hoàn đảo viên, khi mà tình huống đó hoàn toàn có thể để thuyền phó đập ván hộ được, trong khi cô ta vẫn còn một cái quả bông để tăng tốc độ chạy. Pha này là lỗi lớn của hoàn đảo viên. Việc có double down khiến cho Huster bắt đầu có điều kiện thắng. Và nhìn thấy Hương Sư ở đây luôn. Yểm vào Hương Sư. Đi gần lái hitbox để xin được cái nước hoa khiến Huster phải hồi đòn. Dập cái ván xuống. Huster cắm xúc tu lên rồi. Chưa gõ ngay. Một hit. Rồi banh nước hoa lại hai hit. Và rất tỉnh đến từ Hương Sư. Vẫn muốn gọi là bết hết những cái xúc tu cho đồng đội chạy. Tiếp tục là đặt xúc tu ở trong khu có ván. Gọi là dùng xúc tu để khép góc các bạn. Không được rồi. Đến luật sư ăn hit luôn. Cái việc mà các bạn body block cho một con Huster thì nó cũng mình không nói nó là vô nghĩa, nhưng mà nó sẽ là bán máu. Xúc tu Huster thì cũng không có tính gọi là sơi bồ đứng trước đứng sau, chỉ cần trong hitbox thôi là sẽ khó hết. Tiên một con Huster mà full skill sớm thì là ác mộng survival rồi. Khó đây, chẳng hạn như cái khu này. Những cái khu này anh ta đặt những cái quả xúc tủ ở đây thì các bạn né đi đâu? Né sang bên này thì không ăn hit, né sang bên này cũng ăn hit. Cái việc né xúc tủ Huster ấy, ai cũng biết là sẽ đi quanh cái chân, đi quanh cái chân của cái xúc tu đúng không? Nhưng mà khi này Hương Sư chưa đi tới được thì cách duy nhất né là đi ngược lại pallet, thì lúc đấy nó lại vào tầm tay của Huster rồi. Đó là cách mà làm sao để đặt xúc tu nó được hiệu quả. Một là những cái nơi khó né, các bạn nếu mà các bạn đặt sát survival quá ấy, đặt sát survival quá thì họ sẽ đi quanh hoặc là họ sẽ gỡ. Các bạn đặt cách survival một đoạn. Tiếp tục là dùng xúc tu để đoán hướng survival. Xúc tu của Huster thì sẽ không bị ảnh hưởng bởi người ở trên ghế, nên các bạn đặt ra thì nó sẽ tìm đến survival ở gần nhất, hoàn toàn có thể thoải mái. Vậy người gần nhất bây giờ là luật sư. Luật sư có bản đồ trên người, hoàn toàn biết hướng di chuyển của Huster.
Mặc dù chơi lấn lướt là vậy nhưng mà vẫn chỉ còn có một máy thôi. Và tất nhiên rơi một sẽ không thể hồi máu nhau được. Nếu hồi máu nhau thì sẽ không kịp máy. Haster còn là một con kiểm soát được hướng của Sơi Bồ đi nữa. Vậy Sơi Bồ sẽ không dám hồi máu. Confirm mạng, không thấy máy rung. Đang lục hòm với từ tuyển phó luôn. Có tiếng tai và cũng không thấy máy rung. Có lẽ anh ta biết máy đó là máy cuối. Đổi đã đổi phép sang Tele rồi. Bay luôn. Hồi máu lắc kịp hay không? Có lẽ không kịp rồi. Chuyển sang đồng hồ để lắc thôi. Đây là một tình huống biết được máy cuối rồi và cũng không ngần ngại tê lê. Luật sư, đúng thật là luật sư bây cũng chẳng có cách nào khác là phải đặt một chiếc máy mới cả, bởi vì Haster có thể tìm được hướng. Các bạn không thể gai, không thể chạy được, anh ta có thể tìm được hướng. Đây có lẽ là một trong số ít những nhân vật mà có thể đoán được hướng survival. Chắc đi cùng với đó là Joseph cho địa ngục với con rối sau khi tê lên. Hoặc là Galati với tượng hoàn hảo. Tượng hoàn hảo thì tầm hoạt động nó không xa lắm. Ôi, một pha đẩy đường trượt rồi. Nhưng có lẽ là cũng không có tác dụng gì lắm nếu pha đấy có để trúng. Thì tiết lộ nhỏ thì Haster thực ra hồi mình mới chơi game thì cũng là một Hunter mình yêu thích, mình mê hồi đầu. Thì khá thích cái tạo hình, một là cái tạo hình, hai là cái kỹ năng của anh ta. Mình đặc biệt thích những thợ săn có thêm kỹ năng để gây sát thương. Hay thì chỉ có đó đánh thường thôi. Haster vẫn là 3-6 thêm đánh hồi đo. Hồi đo để cam xa ấy. Tức là cách cam ghế hiệu quả hơn với Haster, tức là nếu các bạn gõ được một hit từ xa xong rồi khi các bạn hồi đòn xong ấy, các bạn không cần phải đến ghế đâu, các bạn ở trong tầm điều khiển của xúc tu thôi, thì đó là một pha sơ bộ có thể không cứu được, khả năng rất cao sẽ không cứu được. Thế Haster sẽ đợi khi nào sơ bộ chạm tay vào ghế rồi anh ta sẽ gõ xúc tu. Đây là một con luật sư rõ ràng biết đường hướng đi của Haster, không thể đi lừa đèn lừa được. Dùng được hơn nửa cái bản đồ rồi. Luật sư sau khi sửa thì càng dùng bản đồ chạy càng nhanh. Xúc tu đầu tiên để chặn váng. Ôi, một quả xúc tu đạn hơi sâu. Tức là nó sẽ có một cái độ delay nhẹ nhá. Cái này đối với người chơi Hunter thì sẽ biết, tức là khi các bạn đặt xúc tu lên ấy, thì sẽ có tầm khoảng 1 giây sau đấy mới điều khiển được xúc tu. Nên là pha này đặt xúc tu nó hơi bị thấp, bị ngắn tầm. Nếu mà xúc tu pha đấy ở trước ván ấy thì có lẽ là một pha khó cho luật sư. Và có lẽ là sẽ câu được cái phi luân từ lúc đó luôn. Đó. Luật sư sẵn sàng ăn hết tay thay vì đi gần vào cái xúc tu. Kai cho rằng là tốt đến từ luật sư này, nhưng mà pha này là pha Haster có bờ linh khó rồi. Pha này một quả xúc tu gọi là xúc tu khép khắp quá. Xúc tu nó khép khắp như thế này, khép khắp như thế này. Luật sư về chạy, một là chạy về hướng, luật sư chỉ có thể chạy về hướng bên này của đồng đội thôi, nhưng mà chạy hướng bên này thì nó sẽ gần Haster. Mà mình nghĩ là pha này là luật sư gọi là hơi may rủi một tí. Nếu mà né được cái pha xúc tu này ấy, lách nãy là pha xúc tu này thì có thể sẽ câu được cái bờ linh của Haster. Anh ta muốn lách nhưng không được. Trong những tình huống mà có thể câu được phép của thợ săn thì mình nghĩ là nên làm thế nào đấy để câu được phép thợ săn tốt nhất. Cái pha đấy thì nên chạy về hướng máy đồng đội hơn, hoặc là chạy sang đập cái ván ở bên cạnh này. Đã dựng xúc tu từ sớm rồi khi nghe thấy tiếng tai. Xúc tu ở ghế thì nó sẽ có thời gian tồn tại ngắn hơn. Cái xúc tu thứ hai, người đi cứu vẫn là thuyền phó giống như ván một, gõ một cái trúng rồi, đánh tay.
muốn đánh ngay vào thuyền phó để lấy đáp một hào. Và luật sư là người ăn hit rồi, anh ta sẽ sử dụng 20 giây last effort này. À không, đây là thuyền phó, xin lỗi mọi người. À không, wow, một pha blink fail, nhưng may quá vẫn còn một cái xúc tu ở bên kia. Pha này thuyền phó làm tốt cái vị trí gọi là đánh lạc hướng thợ săn, giúp luật sư có thể là toàn mạng được. Mà cái giá phải trả là anh ta bị lôi xuống hầm với một con Haster. Nó sẽ kinh khủng như thế nào? Thứ nhất là tất nhiên là Haster nó sẽ có nhiều xúc tu. Thứ hai là với một cái hitbox dài thì rất dễ để survival ăn một hit, đánh rơi từ trên xuống. Vu Bạch hay là Haster, những nhân vật rất dễ đánh hồi đòn. Có lẽ là pha này survival sẽ hiến, khả năng rất cao là sẽ hiến thuyền phó. Còn nếu cứu thì người đó mình nghĩ là like, một là bartender, hai là phi công ở đây à. Hay quá, dùng skill để né xúc tu. Bartender đang đến, bartender có một cái rượu chạy nhanh, cô ta đang muốn ngồi, đoán là hướng của bartender rồi, thấy dấu máu và đuổi ngay. Ôi, mất một rượu chạy nhanh, không ra khỏi được cái tầm hitbox của Haster. Master cũng phải quay lại để check xem cái ghế. Sau khi check được vị trí của có thể là phi công ở xa thì quay sang đuổi bartender. Đã đổi phép rồi, có lẽ là một cái tele chăng, từ blink sang tele thôi. Hồi được máu từ bartender, phá tiếp một bình rượu nữa. Đã hiểm lên người của phi công. Phi công cũng là một con gọi là counter khá là nặng, Haster đấy. Với mỗi cái ba lô của anh ta đẩy đi thì khó lòng mà cái xúc tu đánh trúng được. Bây giờ đến luật sư. Sư bạn thấy không, nó chỉ là một nhân vật cái chay thôi, mà sau khi được búp thì các bạn nhìn nhanh nhẹn hơn hẳn, như một con họa sĩ sau khi đặt hai tranh. Phi luôn tốt, khu nhiều tường cũng là một khu khó chịu dành cho Haster. Anh ta phải có tầm nhìn, anh ta mới điều khiển được xúc tu. Khó chịu này. Rồi, nhưng mà chúng một cái xúc tu được đặt từ trước từ Haster rồi. Nếu mà Haster ngày trước thì mình sẽ nói về cái việc mà Haster có thể bỏ đi nhánh tai, nhưng mà bây giờ nhánh tai là nhánh mặc định rồi. Né xúc tu là tốt, nhưng mà đập ván pha này lại là dơ rồi. Và đấy một pha cái rất liều lĩnh như từ luật sư. Đấy các bạn biết không, trong cái khoảnh khắc mình điều xúc tu ấy, tức là cái animation tay của mình nó sẽ dơ lên, nó đã hạ xuống ấy, thì sẽ không đánh tay được. Nếu các bạn biết được điều đó thì tức là các bạn sẽ an toàn trong một vài giây khi mà Haster đang điều khiển xúc tu, anh ta sẽ không đánh tay được. Đó lý do mà luật sư có thể chạy ngược lại phía Haster, và sau khi cái xúc tu hạ xuống, anh ta sẽ chạy quay ngược lại ván. Mà cái đấy nó vẫn là trò chơi hack não nha. Và cái animation tay nó sẽ khác nhau. Bạn biết là khi mà Haster ấn đánh ấy, thì tay vẫn là xúc tu, còn khi mà Haster điều khiển xúc tu ấy, thì nó sẽ hiện ra bàn tay 5 ngón. Lôi về, treo cam cái máy ở thuyền cạn. Vẫn là một ván survival có máy cuối, nhưng mà ván này thế đã khác. Họ hoàn toàn có máu để đi cứu. Mà Haster bây giờ đã có phép tele rồi, chỉ cần confirm cái mạng này của luật sư thôi. Ngõ luôn từ xa, tiếp tục đặt xúc tu, chỉ cần ok, vẫn ok này, hạ xúc tu, đập xúc tu xuống, một người gục chạm đặt thách. Đó lý do tại sao mà Haster này mang hai điểm hồi đòn là vậy. Cái cách cam ghế rồi đánh tay xong rồi điều khiển xúc tu ấy, nó hiệu quả hơn nhiều cái kiểu mà các bạn hên xui các bạn gõ xúc tu trước ghế. Bởi vì như ván 1 các bạn đã thấy là các bạn gõ xúc tu ngay ở trước ghế, thì trong cái animation đấy thì server vẫn kịp người ta cứu ghế. Đến Haster hồi đòn cũng là một cái công cụ rất là mạnh để cam ghế. Rồi, một ván thắng 3 cho Haster. Thì mình muốn nói là
Haster, cái việc mang phép của Haster ấy, nó có thể linh động giữa cái việc mà các bạn mang cắm mắt này, mang thả chó hay mang blink. Nhưng mà phải chắc chắn rằng các bạn biết dùng những phép hỗ trợ đó. Không phải trường hợp nào thả chó cũng tốt nhá, không phải trường hợp nào thả chó cũng tốt và không phải trường hợp nào blink cũng hay. Thả chó thì các bạn phải chắc chắn rằng các bạn cái pha thả chó đấy, một là cắn được chúng survival, hai là các bạn khi mà các bạn gõ xúc tu chúng survival ấy, các bạn phải ở gần. Còn nếu như chẳng hạn các bạn đứng ở đây các bạn gõ xúc tu thì nó cũng không khác nhiều lắm với một pha đánh ngồi đòn cả. Bởi vì sau khi một cái pha đó ấy, thì các bạn vẫn cách survival một đoạn mà. Đấy, pha này ở rất gần này. Ok. Pha này thì Haster đánh trượt là do hoạt đạo viên tăng tốc lên. Mình không nghĩ là mẹo đâu, còn cái này nó kinh nghiệm. Tức là cái thời điểm, mình biết là cái xúc tu này đánh rất là dài, nhưng mà cái thời điểm dễ nhất để cái thời điểm dễ nhất để có thể mà gây được đam lên survival, thời điểm dễ nhất để xúc tu đánh cho survival ấy là thời điểm họ chạm tay vào ghế. Mình chắc chắn rằng thời gian chạm tay vào ghế về kiểu ghế lắc tầm 0.6 giây. Các bạn đợi survival có một cái element chạm tay vào ghế rồi các bạn gõ xúc tu ấy thì họ sẽ không thể nào né được. Còn bởi vì cái ghế này hoặc là với một loại xúc tu này nó vẫn có một loại hitbox mà dễ đánh vào ghế, nên là hãy đợi survival chạm tay vào ghế rồi mình hạ xúc tu xuống. Nó sẽ vừa là dễ trúng này, vừa ngắt cái động cứu của survival. Và mình không nói rằng điều đấy nó sẽ chắc chắn khiến cho survival không cứu được ghế đâu. Nhưng mà mình nghĩ đấy là cách cam ghế hiệu quả khi mà survival áp sát ghế. Và sau đấy các bạn sẽ hướng vào rescuer nhé, không hướng vào người ngồi lên ghế nhé, để có một pha đáp vào down. Còn với Haster, một là đã full hiện diện, hai là đã có nhiều xúc tủ ở ghế rồi thì lối chơi mang theo hồi đòn thì mình nghĩ cũng hiệu quả. Hôm nay vui vẻ một clip nhẹ nhàng với Haster thôi. Mình có khi là trang phục COA năm nay mình nghĩ là một là của Ma Nhện, hai là của Haster. Haster có đáng để tập không? Mình nghĩ là có. Haster thì mình nghĩ là xếp chung với cả Lucino, nó không phải bị out meta quá chơi được. Và có những trường hợp là nó sẽ rất mạnh, nhân mạnh theo kiểu nó không thể cản phá luôn. Đặc biệt là Haster là một nhân vật mình nghĩ là nó có nhiều công cụ để hỗ trợ dành cho người chơi mới, giống như cái việc mà một là tìm đường, hai là có công cụ để cam ghế. Haster khá là hay. Và nhân tiện đây là S Haster.